Thao giảng giảng viên lý luận chính trị cụm 4 được tổ chức tại huyện Ngọc Lặc và đã thành công tốt đẹp. Ban tuyên giáo tỉnh ủy phối hợp với huyện ủy Ngọc Lặc tổ chức lễ bế giảng thao giảng giảng viên lý luận chính trị cụm 4 năm 2021. Đồng chí Phạm Công Cúc, ủy viên ban thường vụ trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, giám đốc trung tâm chính trị huyện Ngọc Lặc, chủ tịch hội đồng thẩm định cụm 4 dự và bế mạc buổi lễ. Sau một thời gian tổ chức thao giảng, hội đồng thẩm định đánh giá 3 trên 3 giảng viên kiêm chức hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua thao giảng có thể thấy các giảng viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm chuẩn bị các giáo án điện tử có nội dung sát với nội dung bài giảng, áp dụng công nghệ thông tin, bài giảng điện tử trình chiếu với minh họa. Cấu trúc rõ ràng giúp cho học viên dễ tiếp thu. Đây chính là thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của các giảng viên làm công tác chính trị. Thời gian dự giờ của hội đồng thẩm định đối với mỗi giảng viên từ 60 đến 90 phút, giảng viên của đơn vị trong cụm đều được tham gia dự giờ và góp ý xây dựng trên tinh thần công khai dân chủ thẳng thắn, mang tính xây dựng, rút kinh nghiệm cho từng giảng viên. Hội đồng thẩm định làm việc theo đúng quy định của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ hướng dẫn của từng nội dung, khi chấm đã bám sát đáp án, biểu điểm theo quy định. Kết thúc phần dự giờ, hội đồng thẩm định đã tổ chức hội nghị đánh giá xếp loại bài giảng của từng giảng viên. Tại hội nghị, các thành viên trong hội đồng và giảng viên các đơn vị trong cụm góp ý xây dựng giờ giảng cho từng giảng viên, từ đó xây dựng giờ giảng tạo nên buổi sinh hoạt chuyên môn có chất lượng qua đó rút ra được những kinh nghiệm quý báu trong công tác giảng dạy lý luận chính trị. Mỗi giảng viên tuy ở nhiều cương vị khác nhau nhưng đã dành thời gian nghiên cứu tìm hiểu, bỏ nhiều công sức trí tệ để chuẩn bị cho bài giảng. Giáo án tự đánh máy, in đóng quyển, trình bày đẹp sạch sẽ, khoa học theo đúng hướng dẫn của ban tuyên giáo tỉnh ủy. Giáo án điện tử với hình ảnh đẹp, tư liệu phong phú, giảng dạy có hệ thống logic chặt chẽ, xác định được trọng tâm, tư liệu phong phú giúp cho học viên dễ tiếp thu đem lại hiệu quả cao cho giờ giảng. Sau thời gian làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, chính xác, khách quan, thao giảng giảng viên lý luận chính trị cụ 4 năm 2021 tại huyện Ngọc Lặc đã đạt được mục đích yêu cầu đề ra quá trình tổ chức thực hiện đảm bảo khoa học công bằng đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực để tạo điều kiện cho đội ngũ giảng viên kiêm chức thể hiện khẳng định năng lực giảng dạy lý luận chính trị của mình đồng thời cũng được trao dồi học hỏi kinh nghiệm với nhau qua thao giảng các đơn vị trong cụm đã rút ra được nhiều kinh nghiệm quý đối với công tác giảng dạy lý luận chính trị và hoạt động thao giảng để nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ giảng viên lý luận chính trị ngày một tốt hơn